U20 Việt Nam xin cho đối thủ đá đủ người sau khi bị thẻ đỏ. Trong lúc đang bị dẫn bàn và đội bạn bị thẻ đỏ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn yêu cầu trọng tài không đuổi cầu thủ Dubai City để U20 Việt Nam rèn quân. Tối 23 tháng 2, U20 Việt Nam có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Dubai City FC trước khi bước vào thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung ra đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam với những gương mặt như Quang Trường, thủ môn Nguyên Hoàng, Đức Anh, Mạnh Hưng, Văn Cường, Văn Khang, Đức Phú, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Vĩ Hào. Trước đối thủ có thể hình vượt trội, U20 Việt Nam nhập cuộc tự tin và chơi lấn lướt. Dù vậy, ở một tình huống truy cản pha tấn công của đối phương, Văn Khang phạm lỗi với Georg Dunkley trong vòng cấm và phải nhận phạt đền. Trên chấm 11m, Chrisom Brown dễ dàng đánh bại thủ môn Quang Trường để mở tỷ số cho Dubai City. Sau bàn thua này, U20 Việt Nam gia tăng áp lực tấn công và hoàn toàn làm chủ thế trận. Đội quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của U20 Việt Nam trong hiệp 1 là tình huống Văn Cường đã lừa qua luôn thủ môn Saurabh Kaki nhưng lại dứt điểm chạy cột trước khung thành trống. Sang hiệp 2, U20 Việt Nam vẫn áp đảo khiến hàng phòng ngự Dubai City phải hoạt động vất vả. Phút 69, Georg Dunkley phải nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi nguy hiểm nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xin trọng tài cho Dubai City FC tiếp tục đá với đủ 11 cầu thủ để U20 Việt Nam rèn quân. Trong thời gian còn lại, Việt Nam có một số cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang không tận dụng được, tỷ số 1 không được giữ nguyên tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Sau trận đấu này, thầy trò U20 Việt Nam tiếp tục lưu lại UAE thêm 2 ngày để tập luyện. Ngày 26 tháng 2, toàn đội sẽ di chuyển sang Uzbekistan để bước vào tranh tài tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến 18 tháng 3. U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội Iran, Australia và Qatar. Ở trận ra quân, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn gặp Australia vào ngày 1 tháng 3. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.